Xin thân ái, kính chào quý vị và các bạn. Sức khỏe gia đình hôm nay chúng tôi xin nói về công dụng của cây đổ trọng. Cây đổ trọng là loại cây thuốc nam thuộc loại thân cây gỗ, vỏ màu xám. Đổ trọng có độ cao từ 15 đến 20 mét, đường kính từ 33 đến 50 cm, lá hình tròn trứng, mọc cách, cuốn lá hình bầu dục hoặc hình thùy, phần đuôi lá nhọn màu xanh, răng cưa. Khi lá non có lông tơ, lá già nhẵn bóng có vân vàng, hoa đơn tính khác gỗ. Nếu hoa đực mọc thành chùm thì hoa cái lại tập hợp từ 5 đến 10 cái ở nách lá. Quả đổ trọng có cánh mỏng dẹt, giữa hơi lồi bên trong có một hạt dẹt tròn hai đầu, có thể dùng để làm giống. Đổ trọng được phân chia thành hai loại là cây đổ trọng Bắc và đổ trọng Nam. Đổ trọng Bắc có phần vỏ dẹt phẳng, độ dày chừng 0.1 đến 0.4 cm, độ giòn cao, dễ bẻ gãy, mùi thơm, vị hơi đắng. Bề mặt ngoài màu nâu xám hoặc nâu vàng, có nhiều nếp nhăn dọc, các lỗ, vỏ nằm ngang, mặt trong khá nhẵn, màu nâu tím hơi mờ. Cây đổ trọng Nam vỏ cuộn hình lồng máng, độ dày từ 0.2 đến 0.4 cm, mặt ngoài vỏ màu vàng nâu, vàng sáng, có nhiều đường nứt dọc. Mặt trong nhẵn cứng và khó bẻ, vị nhạt hơi chát, không có mùi. Hàng năm, vào thời điểm từ tháng 4 đến tháng 5, người ta sẽ dùng cưa để cưa đứt xung quanh vỏ cây, hình thành những đoạn dài ngắn tùy ý. Tiếp theo, lấy dao cạo dọc thân cây thành từng miếng nhằm mục đích bóc vỏ cho dễ. Muốn cây giữ nguyên tình trạng, không bị chết, khi bóc vỏ chỉ nên dừng ở 1/3 mức độ xung quanh. Như vậy, cây có thể dễ dàng tiếp tục sinh trưởng ở vị trí đã bị bóc vỏ đó cho thu hoạch những năm tiếp theo. Tác dụng của cây đổ trọng: phần vỏ bóc đem về luộc bằng nước sôi, trải tại chỗ bằng phẳng nên lót rơm bên dưới, trong khi bên trên đòi hỏi nén chặt giúp vỏ được phẳng, đồng thời lấy rơm phủ kín xung quanh cho chảy hết nhựa cây đổ trọng. Độ 1 tuần sau, lấy miếng đổ trọng ra kiểm tra, thấy màu tím có thể thì dừng phơi. Cạo sạch vỏ bên ngoài sao cho nhẵn bóng, cuối cùng cắt thành miếng theo ý muốn. Ứng dụng cách chế biến khác nhau tùy theo từng chủ đích. Công dụng dược lý của cây đổ trọng. Các nghiên cứu và các tác dụng dược lý của cây đổ trọng chỉ ra rằng hạ áp với tăng tính năng làm giãn cơ trơn, mạch máu một cách trực tiếp, giảm cholesterol, huyết thanh, tăng lưu lượng máu, động mạch vành, kháng viêm, nâng cao nhiệm vụ vỏ tuyến thượng thận, chống co giật, giảm đau, tăng cường hệ thống miễn dịch, lợi tiểu, ức chế tụ cầu, khuẩn vàng, trực khuẩn bạch hầu, mủ xanh, phế cầu khuẩn. Tác dụng của cây đổ trọng. Như chúng ta đã biết, đổ trọng góp mặt trong nhiều bài thuốc dân gian, đặc trị hữu hiệu đối với các trường hợp ngứa chảy nước, đau lưng, tiểu gắt, an thai, nhuận tràng, chống co giật, kháng viêm, cầm máu, mạch gân cốt, ôn thận tráng dương. Cây đổ trọng chữa bệnh gì? Cây đổ trọng hứa hẹn trở thành loại chọn tối ưu cho đông đảo người dùng khác nhau, tùy thuộc vào từng mục đích, loại bệnh cụ thể mà bạn có thể cho mình một cách sử dụng phù hợp và kết quả cao nhất. Tác dụng của cây đổ trọng. Ôn thận tráng dương. Chuẩn bị các nguyên liệu gồm 250g đổ trọng, 250g mạch môn, 250g ngưu tất, 250g câu kỷ tử, 250g sơn dược, 250g thỏ ti tử, 240g sơn thù nhục, 125g lộc nhung, 63g ngũ vị tử, 500g thục địa. Tất cả đem nghiền thành bột mịn rồi luyện với mật ong để làm viên. Ngày dùng 2 lần, mỗi lần 12 gram. Đem nấu với nước muối nhạt. Trị thận hư, đau lưng, tứ chi mỏi, giúp xương khỏe. Bài thuốc 1: đổ trọng, ngưu tất, thỏ ti tử, nhục thun dung, hồ lô ba, bổ cốt chỉ, đương quy, tỳ giải, bạch tật lê, phòng phong mỗi loại 16 gram, thêm nhục quế 8 gram và một đôi bầu dục lợn. Đôi bầu dục lợn đun chín rồi nghiền nát, đem sấy khô. Dược liệu tán thành bột mịn rồi nghiền lại lần nữa cùng bầu dục lợn.
Luyện nguyên liệu với mật làm thành viên, mỗi lần 12 gram, nấu cùng nước đun sôi, ngày dùng 2 lần. Bài thuốc 2, ngâm rượu uống từ 12 gram đổ trọng, 12 gram đang xăm, 6 gram xuyên khung, 6 gram tế tân, quế tâm 4 gram. Đổ trọng sử dụng cho người thận hư, chữa ứ huyết, kèm đau lưng. Đang xăm đổ trọng mỗi loại 240 gram, xuyên khung 50 gram, thêm 1,5 lít rượu trắng, thái nhỏ các vị thuốc đã ngâm rượu, để ngâm rượu, đậy kín bình, ngâm chừng 5 ngày có thể dùng được, hâm nóng để uống tùy liều lượng thích hợp, tránh uống say. Trị mồ hôi trộm sau bệnh, đổ trọng và mẫu lệ mỗi vị, hai vị bằng nhau tán bột, mỗi lần uống 20 gram, cùng nước trước khi ngủ. Trị phong hàn, làm tổn thận, đau thắt lưng, cột sống, dùng 640 gram đổ trọng, sau cùng 2 thăng rượu, ngâm khoảng 10 ngày, uống 3 lần một ngày. Trị có thai 2-3 tháng bị động thai, tẩm nước gừng cùng đổ trọng, sao cho đứt tơ, thêm xuyên tục đoạn tẩm rượu, rồi tán bột, kết hợp nhục táo, nấu kỹ, lấy phần nước trộn thuốc thành bột, uống với nước cơm. Trị quen hư thai, cứ có 4 đến 5 tháng là hư thai. Trước thời điểm có thai 2 tháng, lấy gạo nếp, sắc lấy nước ngâm cùng 320 gram đổ trọng đến khi hết tơ. Tục đoạn 80 gram tẩm rượu, sấy khô, tán bột và lấy 200 gram sơn dược tán bột làm hồ. Làm viên hỗn hợp bằng hạt ngô lớn, ăn lúc đói, mỗi lần ăn từ 5 đến 6 viên. Trị các bệnh sau khi sinh, cây đổ trọng có tác dụng rất tốt cho phụ nữ sau sinh. Theo đó, cây đổ trọng bạn bỏ đi phần thô bên ngoài, để trên tấm ngói, mục đích sấy khô, cho vào cối giã nát. Táo nhục nấu nhừ, trộn cùng bột gỗ trọng viên bằng hạt ngô đồng, ngày uống 2 lần, mỗi lần một viên với nước cơm. Đổ trọng an thai, trị huyết áp cao, cần có đổ trọng sống, hạ thảo khô, mỗi loại 80 gram, tục địa, đơn bì, mỗi loại 40 gram, tán các nguyên liệu làm viên, ngày dùng từ 2 đến 3 lần, mỗi lần uống 12 gram với nước, chữa gan thận yếu, tiểu tiện nhiều lần, di tinh, liệt dương. Gan heo 200 gram rửa sạch, sát muối rồi thái miếng, cho vào nước nấu cùng 50 gram đổ trọng. Gan nhừ thêm nêm nếm gia vị vừa ăn, dùng cả nước lẫn cái, kiên trì liên tục trong nhiều ngày. Trị đau dây thần kinh tọa, các trường hợp bị đau dây thần kinh tọa, nấu thịt heo cùng đổ trọng ăn ngày 2 lần, liệu trình từ 7 đến 10 ngày. Chữa đau cột sống, bài thuốc 1, chuẩn bị 3 kg đổ trọng ngâm với 2 lít rượu trong 7 ngày dùng được. Mỗi lần uống từ 15 đến 30 ml, uống ngày 3 lần. Bài thuốc 2, cần có 300 g đổ trọng, 200 g xuyên khung, 160 g quế chi, 80 g tế tân, tất cả thái nhỏ ngâm cùng 10 lít rượu, 5 ngày sau là dùng được. Uống ngày 2 lần, mỗi lần chừng 10 đến 20 ml là đủ. Lưu ý người bệnh kiêng ăn rau sống, hành tươi. Chữa tiểu tiện nhiều lần, tiêu chảy, liệt dương. Người bị tiểu tiện nhiều lần, mồm khô, bị tiêu chảy hay liệt dương có thể mua đôi bầu dục lợn về, bỏ màng, cho vào hầm chín cùng 30 gram đổ trọng, 30 gram hạnh đào hạnh nhân, 30 gram kim anh tử, ăn cùng bầu dục với nước, uống nước hầm để cải thiện tình hình. Chữa đau lưng, chân không đi được, bài thuốc 1, thái nhỏ các vị thuốc gồm 320 gram đổ trọng nướng, 160 gram khương hoạt, 80 gram thạch nam, 3 cái đại phụ tử, bỏ vỏ, ngâm cùng 7 lít rượu, 5 ngày sau là có thể dùng được. Tác dụng của cây đổ trọng, phát huy đối với liệu trình kéo dài từ 10 ngày, mỗi lần uống 15 ml, ngày uống 2 lần. Bài thuốc 2, dùng 15 gram đổ trọng và 30 gram kỷ tử nấu với nước, bỏ đi phần bã, đem nước thuốc hầm cùng 100 gram xương heo. Lúc đầu đun sôi to lửa rồi nhỏ lửa dần,
Đến khi xương nhừ, bỏ xương thêm đường phèn vào khuấy đều tạo thành dạng canh súp. Ăn khi đói, ngày ăn 2 lần sáng chiều. Cây đỗ trọng chữa bệnh gì? Những ai nên dùng cây đỗ trọng? Được nhiều người biết đến với tính năng ôn thận, tráng dương, khỏe gân cốt, hạ huyết áp, an thai, trấn tĩnh, giảm đau, khôi phục sự co bóp tử cung bình thường, gia tăng miễn dịch, nên cây đỗ trọng phù hợp với nhiều đối tượng người dùng khác nhau. Trong đó đặc biệt phải kể đến những người bị gan thận, ù tai, đau đầu, hoa mắt, liệt dương, di tinh, đau lưng mỏi gối, phụ nữ mang thai suy nhược cơ thể, phụ nữ mang thai suy nhược cơ thể. Đối tượng không nên dùng cây đỗ trọng. Mặc dù đem lại nhiều công dụng hữu ích, song những người âm hư có nhiệt tuyệt đối không được dùng cây đỗ trọng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn được nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.